Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại phi trường Tokyo, Nhật Bản vào ngày 8 tháng 9 năm 1994 với chủ đề Phương pháp cứu vãn ngày tận thế, bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 11. đến nhật cảm thấy thật thoải mái quý vị tâm ấn đã lâu rồi mà ai nấy đều cố gắng tu hành tọa thiền tịnh hóa bản thân điều này rất hữu ích cho bầu không khí của nhật bản chúng ta giúp đỡ thế giới bằng cách này thành ra tôi mới nói rằng quý vị là ân nhân cứu mạng của thế giới tại thế giới này có rất nhiều anh chị em của chúng ta quên mất bổn phận của họ quên mất phật tâm của họ quên mất phẩm chất thiên đế cho nên họ đã làm rất nhiều chuyện không tốt đối với thế giới, đối với vũ trụ. Nếu như mỗi một người đều làm như vậy, không ai tìm cách cân bằng, thì thế giới của chúng ta sẽ xảy ra hiểm họa rất lớn. Rất nhiều tai nạn đã xảy ra, nhưng còn có những tai nạn lớn hơn sẽ xảy ra. Đến nay, những tai nạn này chỉ ảnh hưởng trong một quốc gia hoặc một vùng nào đó của quốc gia mà thôi nếu mọi người vẫn như cũ không chịu tu hành tiếp tục làm những chuyện xấu xa không màng đến mạng sống hoặc cảm giác của người khác không lo lắng đến chuyện nhân đạo thì sẽ có những tai nạn lớn hơn xảy ra lúc đó sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới không cần phải có thần thông cũng có thể nhìn thấy được tương lai không cần có thần thông cũng có thể biết được bởi vì rất hợp lý đó là nhân quả rất nhiều nhà tiên tri nhà tướng số nhìn thấy những thiên tai sẽ xảy ra trong cùng một lúc tại thế giới này tại nhiều quốc gia khác nhau tại nhiều thời đại khác nhau đều có người thấy được cùng một cảnh tượng như thế những người ấy thật sự có thể nhìn thấy được tương lai không phải họ nói một cách bừa bãi mỗi quốc gia mỗi thời đại đều có những người như thế điều này không có gì là hy hữu cả nhưng có thể giờ đây chúng ta cố công tu hành, mỗi quốc gia có những người tu hành của chúng ta, có nhiều trung tâm cộng tu lớn, mọi người hợp lại với nhau thì lực lượng rất mạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng thế giới này vẫn có thể cứu được nếu chúng ta thành tâm, hợp lại khẩn cầu một điều gì hoặc cùng nhau hợp lại tu hành sẽ phát ra bầu không khí hòa bình, sẽ mang lại ảnh hưởng vô cùng to lớn. Điều này không phải chỉ giới hạn ở nơi ấy mà thôi. Thí dụ, tại nơi của quý vị cứ ngủ không có sông, nhưng ở những nơi khác có sông hoặc biển sẽ bốc thành hơi nước. Sau đó, hơi nước này sẽ biến thành mưa. Từ diễn biến này, nơi ở của quý vị được ảnh hưởng. Thêm một thí dụ khác. Chẳng hạn như ngày hôm nay, rất có thể trên đường hoặc ở một nơi nào đó, quý vị gặp khó khăn như xảy ra tai nạn, xe cộ hoặc những chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, quý vị gặp được hai người nào đó hai người này rất có lòng bác ái rất quan tâm săn sóc đến quý vị giúp cho quý vị cảm thấy được yêu thương cảm thấy an toàn cảm thấy thật thoải mái sau khi quý vị giải quyết xong chuyện rồi họ mới ra đi hoặc một tuần lễ sau quý vị khỏi bệnh xuất viện tình thương ấy vẫn còn ảnh hưởng đến quý vị thành ra lúc quý vị có gặp ai hoặc hội họp với nhiều người quý vị cũng sẽ đối đãi với họ rất có tình thương, rất có lòng nhẫn nại và những người được quý vị dùng tình thương đối đãi về nhà lại tiếp tục truyền bá tình thương này ra, đối đãi với người khác cũng rất có tình thương, rồi những người nhận được tình thương này lại tiếp tục dùng tình thương để đối đãi với những người khác, cứ như thế truyền ra, truyền ra, hiệu quả cũng giống như vết dầu loang, cứ lan mãi, lan mãi. Cũng vậy nếu một người có đủ thời giờ tu hành đầy đủ thì nội tâm của họ rất bình lặng. Rồi thái độ bình lặng này, bầu không khí bình lặng này của họ sẽ ảnh hưởng đến những người họ gặp. Những người láng giềng hoặc những người chung quanh họ. Những người được gặp này sẽ nghĩ rằng: "Ồ, đúng vậy, lẽ ra mình phải có sự bình an mới tốt, cần phải có tình thương mới đúng." Nếu họ cứ tiếp tục như thế, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Cho nên chúng ta tu hành thật sự rất có lợi ích. Đây là chuyện rất hợp lý, không có gì thần bí, không có gì là khó hiểu. Thế giới này xảy ra rất nhiều chuyện không tốt, đều là do con người không vui vẻ, không nhận được tình thương. Thí dụ chúng ta thường thấy trên những cuốn sách tâm lý học hoặc báo chí viết rằng những người có khuynh hướng về bạo lực hoặc tính tình cứng rắn bởi vì lúc nhỏ bị ngược đãi hoặc bị bỏ bê, vì không nhận được tình thương nên lớn lên tâm hồn họ không được cân bằng cá tính thô lỗ phần lớn đều là như thế giờ đây những trung tâm tu hành của chúng ta sẽ cống hiến cho mọi người có một nơi để nghỉ ngơi giúp cho họ được yên tĩnh cảm thấy bình yên không ai quấy rầy họ cũng không ai đối xử xấu với họ vì thế họ càng lúc càng cảm thấy hòa bình càng lúc càng an tâm không còn lo sợ không còn hồi hộp không còn cảm thấy nguy hiểm. Không những chỉ như thế, chúng ta còn dạy mọi người câu thông với lực lượng vĩ đại bên trong của họ. Sau đó, dần dần nhận rõ được sự vĩ đại của mình. Vì vậy, càng lúc càng tốt. Những người như thế nhất định sẽ càng ngày càng an tâm, càng ngày càng hòa bình. Quý vị là những người đó. Cho nên, quý vị thấy tu hành là một chuyện rất hợp lý. Dùng lý luận cũng có thể hiểu được cần phải có những nơi tu hành như thế để mọi người đến quán chiếu nội tâm hướng về bên trong để tìm lại góc cạnh bình an của mình bởi vậy quý vị càng tu hành đời sống càng thuận lợi càng tu hành càng cảm thấy thông minh sáng suốt nhẹ nhàng càng có thể tha thứ cho người khác càng có tình thương vì trước đây chúng ta không biết phải nuôi dưỡng và bảo vệ mình như thế nào cho nên khó chịu thân thể mỏi mệt tinh thần rã rời ở trên thiên đàng họ dùng ánh sáng để chữa bệnh thay vì phải dùng thuốc tôi nghĩ rằng tương lai chúng ta cũng sẽ dùng những loại ánh sáng tương tự như thế để trị bệnh còn nữa có những căn bệnh có thể dùng âm thanh chữa trị những âm thanh này giống như âm nhạc vậy giờ đây chúng ta tu pháp môn này vừa có ánh sáng lại vừa có âm thanh vì thế nhiều đau khổ và nhiều áp lực sẽ tự nhiên giảm thiểu rồi sau đó biến mất chúng ta vốn rất có trí huệ, nhưng vì ở thế giới này chúng ta bị áp lực quá đáng, không có thời gian nghỉ ngơi. Dù có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta cũng không biết làm gì cho thích hợp. Đi chơi tốn rất nhiều tiền, chỉ làm mệt mỏi thêm mà thôi. Vì thế càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Bây giờ chúng ta đã có thời gian tu hành, lại có lực lượng âm thanh và ánh sáng cứu bá bệnh, lại có trí huệ. Khi yên tĩnh, chúng ta sẽ tìm thấy trí huệ bản lai diện mục của chính mình cho nên chúng ta càng lúc càng sung sướng đó là chuyện đương nhiên những người bình thường khi làm việc quá nhiều nếu có tiền họ sẽ đi ra biển hoặc lên núi để nghỉ ngơi như thế họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn lúc trở về lại có thể tiếp tục công việc nhưng mỗi ngày chúng ta dành một ít thời giờ để nghỉ ngơi như vậy tốt hơn là lâu lâu mới nghỉ một tuần Mỗi ngày tọa thiền 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đó là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta. Không những chỉ nghỉ ngơi mà thôi, điều này còn có thể cứu được mạng sống của chúng ta. Ánh sáng và âm thanh sẽ gọi rửa được các tế bào bên trong. Tinh thần của chúng ta, cho nên chúng ta càng tu hành, càng cảm thấy trẻ ra, càng sung sướng. Đa số các bệnh tật đều được tiêu trừ. Gần đây tôi đọc trong một quyển tạp chí cho biết người ta dùng một loại âm thanh đặc biệt để trị ung thư, quý vị có đọc qua chưa? Họ bắt đầu thực nghiệm rồi, dường như đã có kết quả. Đọc được tin này khiến tôi cảm thấy chúng ta tu quán âm đúng thật là tốt nhất. Vì vậy rất nhiều đồng tu chúng ta sau khi tu pháp môn quán âm, bệnh ung thư tự nhiên biến mất. Nhưng đây chẳng qua chỉ là tác dụng phụ của hiện tượng tự nhiên. Chúng ta tu hành không phải để trị bệnh. Nhưng thật ra cũng là thế, vì căn bệnh vô minh của chúng ta là nghiêm trọng nhất, từ bệnh vô minh sẽ sinh ra nhiều căn bệnh khác. Thí dụ có những lúc vì vô minh, chúng ta ra ngoài chơi, ăn thịt, uống rượu, hút chất độc vân vân, cho rằng làm như thế chúng ta sẽ được sung sướng. Nhưng thật ra nó sẽ phá hoại tinh thần và thể xác của chúng ta. Điều này do sự vô minh mà ra, nghe hiểu không? Vì vô minh chúng ta ăn đồ độc uống chất độc rồi bệnh tình càng lúc càng nặng bệnh gan bệnh ung thư bệnh phổi bệnh tim bệnh gì cũng sinh ra tất cả do bệnh vô minh mà ra lẽ ra thượng đế gọi chúng ta đến nơi này là để gia trì cho thế giới giúp cho thế giới càng lúc càng tiến bộ càng lúc càng tươi sáng chẳng khác gì chúng thiên đàng kết quả chúng ta đến đây nhập vào cái công cụ tức là thân người thân người này rồi lại đi phá hoại nó không dùng nó để thực hiện ý chỉ của thượng đế phá hoại cái công cụ do thượng đế tạo ra cho nên chúng ta càng lúc càng mệt nhọc giờ đây tôi dạy quý vị làm chuyện phải biết cách dùng công cụ của mình biết được nhiệm vụ của mình bằng không mỗi người đến thế giới này đều đam mê lạc lõng trong đời sống vật chất thích điều này điều nọ thích cái công cụ này thay vì dùng nó để làm đẹp thế giới chúng ta lại đam mê vào những công cụ này, sau đó đắm chìm ở nơi đây, thế giới đương nhiên không có cách nào cứu được. Cần phải có những người như chúng ta để nhắc nhở người khác, nhớ lại trách nhiệm nguyên thủy của mình, để hiểu rõ và ghi nhớ rằng họ không được đam mê và trụy lạc trong thế giới này, cũng đừng phá hoại thế giới này cùng chung với họ. Cho nên tu hành là trách nhiệm của chúng ta. Những người bình thường, khi họ bệnh nặng người ta đưa họ vào bệnh viện không phải chỉ cho họ uống thuốc mà thôi đó còn là nơi giúp cho họ nghỉ ngơi thân thể của họ sẽ tự nhiên phát ra sức đề kháng chữa lành bệnh phần lớn các loại thuốc uống đều khiến cho chúng ta cảm thấy nặng nề muốn ngủ mục đích là để chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn sau đó thân thể chúng ta sẽ có sức đề kháng tự nhiên sẽ trị được bệnh không phải chỉ có thuốc gây tác dụng mà thôi bởi thế dù chúng ta chưa có bệnh nhưng mỗi ngày chúng ta được nghỉ ngơi rồi lại được uống những món thuốc thiên đàng âm thanh và ánh sáng nội tại mỗi ngày liều lượng mấy trăm lít đương nhiên khỏe mạnh là phải vừa được nghỉ ngơi vừa được uống thuốc tinh thần và thân thể đương nhiên khỏe mạnh đó là lý do tại sao chúng ta càng tu hành càng cảm thấy không thể không tu càng tu càng thích, giống như các em bé không thể không uống sữa vậy. Phần đông tinh thần và thể xác của mỗi người có một ít vấn đề, tuy bây giờ chúng ta có hơi trễ một chút nhưng thà có còn hơn không. Nếu chúng ta có con nhỏ, hãy mau cho các em uống loại thuốc này để khi lớn khôn các em không phải uống nhiều. Quý vị thấy bệnh viện của thế giới này đầy dẫy những người ăn rất nhiều thịt, uống rất nhiều rượu Họ không phải là những kẻ bần hàng, phải không? Những người giàu có, biết ăn, biết uống đều nằm trong bệnh viện. Và lại, sức hồi phục của họ rất chậm. Có khi những chứng bệnh nhỏ cũng điều trị rất lâu. Ngược lại, những người ăn chay đời sống giản dị như chúng ta, nếu có bệnh thì cũng hết rất nhanh. Cho dù không bớt ngay, cũng thuyên giảm rất nhanh. Và lại, uống thuốc cũng không bị tác dụng phụ, cũng không có phản ứng xấu. Có những lúc vì chúng ta lớn tuổi mới tu hành thân thể chúng ta không kịp thích nghi không kịp biến đổi kịp thời nếu lúc đó bệnh tình trầm trọng vì vừa mới tu hành nên không kịp cải biến vì vậy có lúc chúng ta cũng còn một chút bệnh nếu chúng ta không tu bệnh sẽ trầm trọng hơn ánh sáng và âm thanh là lương thực là thuốc bổ của thân thể và linh hồn nó sẽ giúp đổi mới các tế bào của chúng ta cho nên quý vị nhìn những người tu hành giỏi càng ngày càng trẻ ra ít nhất là trẻ hơn trước đây một thời gian sau gặp lại họ da dẻ của họ càng sáng và mịn màng hơn giống như hồi còn trẻ vậy nếu như đời sống của chúng ta không vội vàng không hối hả thì sự biến đổi sẽ rõ ràng hơn mỗi ngày chúng ta tu hành hai tiếng rưỡi cũng tạm đủ có thể sống nổi ít nhất không bị áp lực nặng nề, không bị trầm trọng, đến vợ sống, vợ chết. Cho nên, không phải tôi cần quý vị tu hành, mà quý vị phải nên tu hành. Bản thân tôi cũng cố gắng lặn lội đi các nơi, nhắc nhở mọi người nhận ra điểm ích lợi của sự tu hành. Còn quyết định muốn cố gắng tu hành hay không, đó là quyền lợi và bổn phận của chính bản thân quý vị. Tôi không thể hối thúc, không thể lôi kéo, không thể xô đẩy, không làm gì được cả. Tôi chỉ có thể nói, quý vị càng tu hành sẽ càng thích tu, càng cảm thấy có nhiều lợi ích, càng sung sướng, thân thể biến đổi khác hẳn trước đây. Thật như thế, vài năm sau tôi trở lại gặp quý vị, ồ, oh, quý vị thật khỏe mạnh, khác hẳn với lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau. Thân thể của chúng ta chịu ảnh hưởng của linh thể và tinh thần chính mình, nếu như linh thể và tinh thần của chúng ta đầy đủ lương thực thân thể của chúng ta sẽ biến đổi mỗi lúc một xinh đẹp. Tinh thần của chúng ta nếu không thông thả, không an vui, thân thể của chúng ta sẽ trông rất mệt nhọc, rồi buồn bã. Chúng ta sẽ buồn chồn khó chịu. Đây là một thí dụ rất hợp lý. Khi quý vị sung sướng hoặc đang yêu đương, có phải trong quý vị rất xinh đẹp không? Hoặc khi gia đình êm ấm hạnh phúc, quý vị cười vui vẻ, gương mặt của quý vị rất tươi sáng. Còn nếu quý vị lo lắng công việc, hoặc làm ăn thua lỗ, người yêu bỏ đi hoặc cờ bạc xui xẻo. Ồ, trong mặt là biết ngay, cho nên có lúc nghe người ta nói. Ồ, tức chết, buồn chết được, mắc bệnh tương tư, vân vân. Nghe hiểu không? Chưa có chết nhưng trông như không sống nổi. Đó chẳng qua là những mối ưu tư của thế giới mà thôi. Đừng nói chi đến linh thể của chúng ta. Mỗi ngày không cho nó nghỉ ngơi hoặc bồi dưỡng nó. Ánh sáng và âm thanh là lương thực của tâm linh linh thể nếu như không bồi bổ tinh thần sẽ cằn khô buồn bã ưu sầu rồi sẽ ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta đây là chuyện đương nhiên trong vòng hai ba năm từ năm 1994 đến năm 1996 1997 là thời kỳ rất mẫn cảm của thế giới chúng ta nên mới xảy ra rất nhiều chuyện bởi vì trong vài thế kỷ qua chúng ta đã gây nhiều hành động phá hoại địa cầu thoạt nhìn thì dường như đang giúp đỡ cho thế giới vì sự tiến bộ của thế giới nhưng cái giá phải trả quá đắt con người của chúng ta lại quá vô minh vì vội vã kiếm tiền mong chóng được lợi nên đã mặc kệ cho hậu quả mai sau cho nên tốt nhất bây giờ chúng ta hãy chậm lại suy nghĩ lại tình trạng của chúng ta đến bối cảnh của thế giới và thế hệ mai sau chúng ta đã phá hoại quá nhiều rồi. Thí dụ chúng ta có thể chặt cây, nhưng chặt một cây phải trồng lại hai cây. Chúng ta có thể thâu hồi những vật đã dùng để dùng trở lại. Như thế là hết chuyện. Chúng ta còn có thể đổi ăn thịt thành ăn chay bởi việc dùng thịt đã làm tiêu hao nguyên liệu của thế giới nhiều nhất. Hàng năm, nhiều khu rừng bị tàn phá chỉ để nuôi dưỡng súc vật. Mỗi năm, số lượng rừng núi bị phá hoại bằng diện tích của cả một anh quốc chỉ để nuôi súc vật nuôi bò cho chúng ta ăn nuôi bò tốn rất nhiều nước nhiều thực phẩm nhiều thời gian nhiều đất đai những mảnh đất này sau đó không còn dùng được nữa bởi vì sau khi chặt cây một mặt bị súc vật chà đạp cây trồng không lên nổi muốn trồng có thể phải mất cả năm chục năm mặt khác khi không còn cây cối lúc mưa lớn sẽ cuốn trôi theo tất cả màu mỡ nước và đất sau đó không còn giữ được sự điều hòa đất đai mỗi lúc một càng khô cứ như thế vật này ảnh hưởng sang vật khác không phải chỉ phá hoại một thứ mà thôi mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện khác nhau ảnh hưởng đến những dòng nước trong những dòng nước này bị loại vật tắm rửa dùng cạn sau đó đến phiên chúng ta dùng lại nước dơ đó hoặc thiếu nước không đủ dùng chúng ta còn lạm dụng khoa học kỹ thuật phá hoại tầng không khí bảo vệ địa cầu điều này cũng rất ảnh hưởng đến địa cầu của chúng ta cho nên địa cầu càng lúc càng nóng vừa nóng lại không có mưa không có bóng cây che mát không mưa thì cây không lớn được không có cây thì lại càng không có mưa vì vậy thời tiết càng lúc càng nóng biến đổi vô trật tự tất cả đều ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta ảnh hưởng đến con cái đến công ăn việc làm đến tinh thần và các khía cạnh khác của chúng ta, rồi sau đó sẽ ảnh hưởng đến đạo đức của cả quả địa cầu. Không đầy đủ thực phẩm, vật giá sẽ leo thang, rồi nhiều người không mua nổi, buôn bán ế ẩm hay bị phá sản, rồi đi trộm cướp, trở thành những kẻ lưu lạc, làm chuyện xấu hoặc làm bại hoại chính thân mình và người nhà của mình. Vì không có thức ăn, nên trước hết làm hại đến chính mình. Sau đó, không bao lâu cả thế giới bị đói kém hậu quả này đã ảnh hưởng đến trẻ em ảnh hưởng đến đạo đức cho nên bây giờ có quốc gia quyết định giết cả trẻ sơ sanh đúng vậy họ phá thai vì người càng nhiều càng không đủ thức ăn đó là lý do tại sao bây giờ họ muốn giết người nói khó nghe một chút đó chẳng phải vì miếng ăn mà giết người sao nhưng sự thật chính là vậy giết trẻ sơ sanh Giết trẻ em Vì bây giờ họ cảm thấy rất nguy hiểm Thức ăn càng ngày càng ít Mà dân số lại càng ngày càng đông Họ không sửa đổi cách sống của mình Là ăn chay Không chặt cái nữa mà trồng cây Không nuôi súc vật mà trồng ngũ cốc để ăn Nhưng ngược lại Bây giờ họ hại trẻ thơ Cho nên quý vị thấy Những ảnh hưởng này tựa như dây xích Từng vòng một nối tiếp nhau không ngừng đâu có thể nói rằng tôi ăn thịt là chuyện riêng tư của tôi điều này ảnh hưởng đến cả thế giới ảnh hưởng đến thế hệ sau ảnh hưởng đến con cháu vô tội của mình vì thế quý vị thấy việc này rất nghiêm trọng tai hại rất ghê gớm bây giờ có còn hỏi tôi tại sao bảo quý vị ăn chay nữa không muốn giải quyết vấn đề này chúng ta phải bắt đầu sửa đổi từ gốc rễ tưới nước phải tưới ngay gốc cây chứ không chỉ tưới trên lá Đúng vậy, càng ăn thịt, càng phải nuôi loài vật cho có thịt. Nuôi loài vật cũng cần phải có đất đai rộng rãi, cần rất nhiều nước cỏ mới mọc lên nổi, rồi càng chặt cây, càng không có nước lại đem nước cho động vật dùng, đến cả con người cũng không có nước để dùng. Không có nước thì không thể trồng trọt, không trồng trọt thì sản xuất sẽ ít đi, sản xuất càng ít thì giá cả càng leo thang. Dân số thì gia tăng, trong khi thức ăn lại giảm sút đương nhiên sẽ sinh ra nhiều chiến tranh càng nhiều bạo lực trộm cướp giết người chỉ vì miếng ăn vì lương thực cuối cùng bây giờ sinh ra việc muốn giết người giết trẻ em chỉ vì muốn cứu lấy chính mình trước kia phá thai là một việc họ không bao giờ nghĩ đến không ai nghĩ đến bây giờ họ lại muốn biến nó thành hợp pháp công khai tôi cảm thấy liên hiệp quốc và rất nhiều các quốc gia nên suy nghĩ cho hợp lý một chút phải đưa ra một phương pháp chính xác hơn hữu hiệu hơn chứ không phải cứ giết trẻ em như vậy là được nếu cứ tiếp tục làm như vậy thì giết bao nhiêu cũng sẽ không đủ rất nhiều người đã tiên đoán rằng trong tương lai một số quốc gia sẽ phải ăn thịt người mới có thể sinh tồn đến nỗi phải ăn thịt của người chết tuy nhiên chúng ta có phương pháp có thể sửa đổi tương lai còn nếu chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy Dĩ nhiên, sẽ sửa không được. Chúng ta có thể sửa đổi thế giới của chúng ta, chúng ta có thể cứu vãn thế giới của chúng ta, không phải cứ giết người khác để mình được sống mà thôi, phải sửa lại toàn bộ cách sống của mình, phải sống một đời đạo đức, ăn chay, tu sửa nuôi dưỡng bản thân mình về cả hai mặt tinh thần và thể xác. Có như vậy, chúng ta sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Thế giới của chúng ta sẽ biến đổi ngay lập tức. Mọi người trồng cây mà không chặt cây, như vậy chúng ta sẽ được cứu vãn ngay. Trong vòng 10 năm, thế giới sẽ trở nên khác hẳn, sẽ không còn vấn đề đó nữa. Đúng vậy, chúng ta còn có thể cứu chữa. Tuy nhiên, mọi người phải góp sức cùng nhau thi hành mới được. Thí dụ khi tôi nói, nếu các đệ tử nghe lời tôi thì có thể gây ảnh hưởng cho một số người mà quý vị quen biết. Tuy nhiên, nếu miếng đất đó không phải của mình, thì chúng ta cũng sẽ không thể bảo họ trồng cây, phải không? Chính người chủ đất phải hiểu sự lợi hại này, tin tức này phải truyền bá cho toàn thế giới được biết. Họ phải tin tưởng và họ phải suy nghĩ hợp lý một chút. Mọi người phải đoàn kết với nhau mới có thể cứu vạn thế giới. Nếu không, quả thật chúng ta khỏi cần nhắc đến ngày tận thế nữa. Chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Còn hỏi tận thế hay không tận thế mà làm chi? Từ lúc khai thiên lập địa đến giờ, chúng ta chưa bao giờ nghe nói có chiến tranh để giết trẻ em như vậy có nghĩa là đạo đức của chúng ta bây giờ đã đồi trụy đến tận cùng bây giờ nếu quý vị giết người cảnh sát và tòa án sẽ bắt quý vị nhốt trong tù lấy mạng sống quý vị đền bù cho sinh mạng đã mất đi tuy nhiên bây giờ họ lại muốn hợp pháp hóa mở rộng việc giết người và không ai cảm thấy làm như vậy là vô đạo đức quả thật bất khả tư nghị tôi mong rằng liên hiệp quốc và những quốc gia có thẩm quyền tham dự cuộc họp đầu óc phải sáng suốt một chút bằng không chúng ta đã đem thế hệ mai sau của chúng ta thế giới của chúng ta trao vào tay những người này để họ quyết định dùng tương lai của mình thật quá khủng khiếp nghe hiểu không nếu họ không có đầu óc khai ngộ hợp lý quý vị có thể tưởng tượng sự việc sẽ nghiêm trọng đến giường nào có nhân thì phải có quả chắc chắn Thượng Đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc cho thế nhân đem công việc sanh tử, trao vào tay những người này, mặc cho họ quyết định sự sống còn của những con cái Thượng Đế. Thượng Đế sẽ không bằng lòng. Chúng ta thường tố cáo người khác rằng, Kẻ này giết người, hắn là thủ phạm. Mọi người chửi bới họ, ghét bỏ thù nghịch họ. Mọi người cũng đều ghét chiến tranh, ghét những cảnh giết người. Vậy mà bây giờ giết người đã trở thành tự nhiên hơn nữa họ còn giết trẻ sơ sanh giết trẻ em quả thật quá ghê sợ có khi vì sự áp bức của một tình trạng nào đó điều đó thì khác nhưng đây là một việc làm công khai không vì một tình trạng cấp bách gì cả mà chỉ vì lý do thức ăn không đủ phân phối vì muốn bảo vệ những người lớn để họ có thức ăn rồi họ ra tay giết trẻ sơ sanh tôi mong rằng phá thai sẽ không được hợp pháp hóa chúng ta phải cố gắng tìm cách ngăn chặn không thể để việc này xảy ra. Chúng ta có thể viết thư gửi cho họ. Nội dung đại khái như những gì tôi đã nói hôm nay. Mỗi người có thể theo như vậy, viết thư gửi cho Liên Hiệp Quốc, gửi cho tổng thống Hoa Kỳ, gửi cho những quốc gia liên hệ, đòi hỏi họ phải tìm một giải pháp khác. Không thể dùng phương pháp này không tốt. Có lẽ họ sẽ nghe khuyến cáo của chúng ta, có lẽ họ nghe. Tôi hy vọng rằng họ sẽ nghe. Nếu không, dù chúng ta có giết hết những trẻ em để cứu những người lớn, vì chúng ta không muốn tất cả chết đói, tạo nhân quả như vậy sau này, tình trạng quay trở lại sẽ càng tệ hại hơn. Lạ thật, tôi không hiểu người đời đang nghĩ gì. Một vấn đề đơn giản như vậy cũng không giải quyết được. Đa số những nhân vật chính trị chắc chắn họ hiểu được những thống kê, những cuốn sách nghiên cứu về quan hệ lợi hại giữa việc ăn mặn và ăn chay So với chúng ta, họ có nhiều cơ hội để đọc những loại sách này hơn, họ có tiền, có người tường trình cho họ biết, đem tài liệu cho họ xem, đáng lẽ họ phải hiểu biết nhiều hơn chúng ta, họ phải trị quốc, làm việc cho dân chúng, họ phải hiểu những việc này. Một công việc đơn giản như vậy, chỉ khuyến khích mọi người ăn chay và chính họ cũng nên đổi thành ăn chay, thế giới sẽ được cứu vãn mau chóng, chưa kể đến việc tu hành còn có thể lên thiên đàng còn có công đức nữa nếu ăn chay có thể cứu thế giới thì chúng ta hãy chịu khó hy sinh chút đỉnh chính phủ và những nhân vật tôn giáo họ có quyền lực và sức ảnh hưởng rất lớn đối với những người dân dụng cụ gì họ cũng có thể dùng mấy truyền hình đài phát thanh tất cả đều là sở hữu của họ bất cứ lúc nào họ muốn nói gì cũng được bởi vậy họ nên nói những chuyện tốt khuyến khích mọi người ăn chay bảo vệ môi sinh thế giới vì bản thân chúng ta và cũng vì thế hệ mai sau. Như vậy mới đúng, phải không? Đối với chính phủ và những đoàn thể tôn giáo lớn làm như vậy rất thuận tiện, dễ dàng. Gần đây, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự cảnh cáo, đầu đầu cũng đều là những trận thiên tai động đất. Ngoài ra, chúng ta còn sợ rằng nhân loại sẽ tàn sát lẫn nhau. Con người rất đáng sợ, có thể là Phật mà cũng có thể là ma khi làm phật có thể cứu cả thế giới khi làm ma thì phá hủy cả địa cầu đến nay chúng ta đã gánh chịu rất nhiều thương tổn vì có một số người tâm trí không được bình thường đã gây nên chiến tranh còn sáng chế ra bom đạn phá hủy rất nhiều tài nguyên thế giới và tính mạng con người có khi chúng ta cảm thấy một trái bom nguyên tử không đáng gì phá hủy một thành phố cũng chẳng sao tuy nhiên chúng ta phải biết rằng tốn phí rất nhiều tiền rất nhiều công lao mới có thể xây dựng được một thành phố. Thành phố bị phá hủy, kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng, bị áp lực. Khi xây cất sửa sang lại một thành phố, chúng ta sẽ phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại và áp lực. Đối với kinh tế quốc gia là một gánh nặng rất trầm trọng. Nếu cứ như vậy, lúc thì thiên tai, lúc thì động đất, lúc thì bão tố, lúc thì bom nổ, lại thêm bệnh tật nan y kỳ lạ, đừng nói toàn bộ thế giới sẽ bị phá hủy riêng chỉ phá hủy một phần ba hoặc một phần nào đó đã là việc đáng sợ và sẽ có những sự nguy hại nối tiếp nhau cho nên tôi mong rằng người đời sẽ mau mau thức tỉnh tôi hy vọng quý vị có thể bảo nhau để cùng nhau cứu vớt địa cầu này nếu không thì làm sao bây giờ thiên đàng là nơi dành cho những người tương đối tốt hơn mà thôi nếu địa cầu này không tồn tại nữa thì những người không tốt sẽ có chỗ đâu mà ở bởi vậy vì những người không tốt này chúng ta phải chịu khó làm việc một chút vì quả địa cầu này rất quý báu nếu thượng đế muốn trừng phạt nó muốn tiêu diệt nó đương nhiên chúng ta cũng phải tuân theo ý chỉ của ngài chúng ta không thể làm gì hơn nhưng nếu cứu được chúng ta cũng hãy cố cứu bởi vì thế giới này là một trường học rất tốt nhiều linh hồn có thể đến đây học hỏi trưởng thành Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại phi trường Tokyo, Nhật Bản vào ngày 8 tháng 9 năm 1994 với chủ đề Phương pháp cứu vãn ngày tận thế. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 11.